Trong thời buổi cả thế giới phải lo lắng bất an vì tiền bạc, vì ham muốn vật chất, vì danh lợi như ngày nay, con người chẳng khác nào đôi giày đỏ, mệt mỏi, nhảy tới khi nào chẳng còn ai bên cạnh mà vẫn không dừng được bước chân điên cuồng. Trong sự hưởng thụ vật chất ngày càng phong phú, nếu tâm không tỉnh, thân thể cũng không tỉnh, thì cuộc sống của chúng ta sẽ chỉ còn lại sự bận rộn và lo lắng. Vì vậy, chỉ có vứt bỏ mọi sự rối ren để tâm tỉnh lại thì mới có thể được giống như hoa nở hương tự tỏa, nước càng chảy càng trong vậy. Tĩnh tâm là một trạng thái khoáng đạt, tự tin, điềm tĩnh, tự do, tự tại. Tất cả thế sự rối ren, mọi chua cay ngọt đắng, hỉ nộ ái ố đều chỉ dựa vào trái tim để cảm nhận, đánh giá. Trong cuộc sống hiện thực, chúng ta thường cảm thấy thấp thỏm, bất an, lo lắng không yên, rất khó để bình tâm. Ngọn lửa không tên bất cứ khi nào cũng có thể ập đến. Nguyên nhân chính là do ta không có được một trái tim bình tĩnh. Chỉ có hiểu được trí tuệ của tĩnh tâm thì mới có thể đứng vững được trong thế giới vô thường này. Vào một ngày, khi bạn bỗng cảm thấy lo lắng bất an, cảm thấy chán chường mệt mỏi, cảm thấy cay đắng và tuyệt vọng, không sao cả, bạn hãy dừng lại, mở series video này lên xem và bạn sẽ tìm được chốn tĩnh lặng riêng cho tâm hồn mình. Đây chính là chuỗi video về sức mạnh của tĩnh tâm. Tâm không tĩnh tức là phiền não nảy sinh. Thế nào là tâm không tĩnh? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những thứ khiến cho tâm chúng ta không tĩnh. Đầu tiên đó là tâm có tạp niệm. Bạn có còn nhớ những câu chuyện cổ tích? Chúng ta nóng lòng theo dõi diễn biến tình tiết câu chuyện với niềm tin rằng nhân vật chính nhất định sẽ tránh được sự tàn bạo của phù thủy và yêu quái, chiến thắng tà ác. Chúng ta khi ấy còn là những cô bé, cậu bé, chưa bao giờ nghi ngờ gì về kết cục hoàn mỹ dành cho nhân vật chính, luôn có niềm tin mãnh liệt rằng chính nghĩa sẽ tồn tại mãi mãi, những người lương thiện cuối cùng nhất định sẽ có được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Thời gian thấm thoát thoi đưa, khi chúng ta dần dần lớn lên, dần dần làm quen với tất cả mọi thứ của thế giới hiện tại này, các câu chuyện cổ tích thuở bé ngày xưa ngày càng trở nên xa vời. Nhân vật cổ tích chỉ còn tồn tại trong ký ức. Rồi cuối cùng, chúng ta cũng sẽ vứt bỏ nốt chút ngây thơ còn lại của thời thơ trẻ để trở thành những người trưởng thành, chính chắn. Nhưng nếu có thể vứt bỏ được những tạp niệm trong lòng ở thế giới phức tạp rối ren, tìm lại tâm hồn thuần khiết, yên bình ấy, vậy thì liệu chúng ta có thể quay trở về thời thơ ấu thỏa mãn và vui vẻ trong hồi ức ấy được không? Thế giới nội tâm của con người ẩn chứa rất nhiều thứ, có đẹp, có xấu, có thiện, có ác, có tham lam, có danh lợi, còn có cả tiền bạc và địa vị. Những thứ này không nhìn thấy, không sờ thấy, nhưng chúng lại tiềm ẩn trong tâm hồn của bạn, chi phối hành động của bạn. Nếu chúng ta gọi những thứ tốt đẹp, ánh sáng, lương thiện trong thế giới nội tâm là mầm, thì những tạp niệm làm đảo lộn cảm xúc của chúng ta, thậm chí xúi dục chúng ta trở nên xấu xa, tham lam ấy sẽ giống như cỏ, chân, thiện, mỹ, có thể kết thành quả ngọt làm xúc động lòng người. Còn cỏ dại trong lòng, nếu cứ để mặc chúng phát triển, thì nhất định sẽ đến một ngày chúng uy hiếp tới sự trưởng thành khỏe mạnh của mầm. Chẳng hạn như sự tham lam và đố kỵ của tạp niệm. Sự uy hiếp của tâm trạng đố kỵ đối với sự vật tốt đẹp chẳng khác nào quả bom không hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào trên con đường theo đuổi một mục tiêu nào đó. Một khi con người phát hiện ra sự tồn tại của người giỏi hơn hoặc nhanh chăng hơn, vượt trước mình, thì thường nảy sinh than vãn, đau khổ, thậm chí là căm giận, bởi trong tâm cảm thấy tự hổ thẹn vì mình kém cỏi hơn người khác. Càng tệ hơn là một số người bóp méo tâm tính, châm ngòi quả bom trong lòng, không từ thủ đoạn hãm hại đối thủ. Tạp niệm của sự đố kỵ làm ô nhiễm tâm hồn, không những không thể khiến bạn đạt được mục tiêu mà còn dần dần xa mục tiêu, cuối cùng lún sâu vào tội ác, khó có thể thoát ra được. Tự dằn vặt quá mức cũng là một tạp niệm của tâm hồn. Charles đã từng là một cảnh sát. Trong một lần tham gia giải cứu con tin, anh đã bỏ sót một căn phòng
vốn dĩ nên lục soát. Không ngờ trong căn phòng đó có một đứa trẻ. Cuối cùng đứa trẻ đó đã bị tên hung thủ vô cùng tàn bạo bắn chết. Từ đó Charles suy sụp tinh thần. Anh không thể nào tha thứ cho sai lầm của mình, nên đã rơi vào trạng thái tự dằn vặt bản thân, trở nên buồn bực, ít nói. Không lâu sau đó, anh từ bỏ công việc cảnh sát để tới một tu viện, hàng ngày đứng trước tượng Chúa để sám hối lỗi lầm của mình. Từ đó, hành động ấy trở thành toàn bộ cuộc sống của anh. Trong một lần tình cờ, chị của đứa trẻ bị tên côn đồ năm xưa sát hại biết được tình cảnh của Charles, đã nghĩ ra cách để tìm được anh. Cô đưa Charles tới giữa một đám đông người đang vui vẻ tụ hội, nói với anh rằng những người này đều là con tin đã được anh giải cứu năm ấy. Nhờ có Charles, bây giờ họ được sống vui vẻ, hạnh phúc và vô cùng cảm kích Charles. Charles nhìn những đứa trẻ đã từng được mình giải cứu và đã hiểu được một điều. Thì ra mình không phải là người vô dụng, và chính sự dằn vặt bản thân bao nhiêu năm nay mới thật sự mang lại gánh nặng cho những người quan tâm tới mình. Cuối cùng anh đã lấy lại được dũng khí của bản thân. Con người vì một vài sự việc nào đó mà nảy sinh cảm giác tội lỗi hay dây dứt là chuyện bình thường. Nhưng nếu sự tự dằn vặt này vượt quá giới hạn, khiến cho bản thân hoàn toàn đắm chìm trong đó, từ bỏ dũng khí sống, thì việc tự dằn vặt này sẽ biến thành tự ngược đãi và dày vò về mặt tinh thần. Chỉ có loại bỏ tạp niệm trong lòng thì mới có thể để lại cho mình một không gian tâm hồn thuần khiết, tươi đẹp. Vậy con người nên làm thế nào mới có được sự tĩnh lặng và trong sạch cho tâm hồn? Dùng phương thức nào mới có thể dẹp được những tạp niệm trong lòng? Thông qua con đường nào mới có thể xua đi bóng tối để tìm thấy ánh sáng? Đa phần con người cảm thấy đau khổ là vì không nhìn thoáng, không buông bỏ được. Tạp niệm giống như rác thải trong lòng, là con đường phiền não vô hình đảo lộn cảm giác yên bình vốn có, khiến con người khó có thể tĩnh tâm. Sức khỏe, hạnh phúc, của cải, tất cả những thứ tốt đẹp đều bắt nguồn từ sự thuần khiết của tâm hồn. Nếu muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì trước tiên phải làm sạch tâm hồn. Chỉ cần tâm mang tạp niệm, trong huyết quản của con người sẽ tràn đầy sự nhơ bẩn và xấu xa. Tất cả tạp niệm, đố kỵ, buồn chán, oán giận đều sẽ gây tổn hại tới sức khỏe của cơ thể, khiến cảm giác vui vẻ của chúng ta dần dần tan biến. Ngược lại, nếu tâm hồn thuần khiết, tươi đẹp, khỏe mạnh thì sẽ khiến cơ thể của chúng ta tràn đầy sức sống. Ranglin từng nói, có tiền bạc và quyền thế không thể coi là giàu có thực sự. Ngược lại, nếu ỷ lại vào chúng thì sẽ giống như đứng trên tảng đá chân bóng. Trên thực tế, tâm hồn yên bình, thuần khiết và đức hạnh vô tư cao thượng mới là của cải thật sự. Để có được điều đó, chúng ta cần học cách làm sạch tâm hồn của mình. Ích kỷ, tham lam, hư vinh, bướng bỉnh, phẫn nộ, ngoan cố đều là mầm họa dẫn tới nội tâm không sạch. Còn thân thiện, khảng khái, vô tư, thuần khiết, ôn hòa, bình tĩnh đều là ngọn nguồn trí tuệ để làm sạch tâm hồn và giúp cái tôi thăng hoa. Xem xong video, bạn có thấy tâm hồn của mình khoáng đạt hơn chưa? Những tạp niệm mà mình kể ra có chắc chứa trong tâm hồn của bạn hay không? Nếu có, thì xin chúc mừng bạn. Bạn đang trong hành trình đi tìm sự tĩnh tâm của mình. Hãy loại bỏ tạp niệm ra khỏi tâm hồn cho phiền não không nảy sinh. Và hãy tiếp tục đi tìm sự tĩnh tâm của mình. Trong video tiếp theo, không thể từ bỏ chấp niệm.